Lan truyền ảnh cưới của Đạt Villa và vợ cũ khiến netizen xôn xao. Trước khi đến với Vidia, Đạt tiết lộ mình đã có một đời vợ và đang làm bố đơn thân nuôi con gái 7 tuổi. Mới đây, một nick ẩn danh trên thánh địa Top Top đã đào lại loạt ảnh cũ của nam TikToker. Trong bài viết được chia sẻ là những hình ảnh được cho là của Đạt Villa cùng vợ cũ. Gần đây, mối quan hệ tình cảm của hot TikToker Đạt Villa nóng hơn bao giờ hết. Anh chàng hiện được chú ý với chuyện tình đáng yêu vượt đại dương cùng bạn gái Indonesia là Vidia. Xoay quanh những lùm xùm, Đạt đã lên tiếng đính chính và khẳng định mối quan hệ của mình và Vidia vẫn ngọt ngào, hạnh phúc.